Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Siro mua được sản xuất tại công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về siroze mua cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của siroze đến mua Mật ong 0 mg Ô mai 0 mg Trần bì 0 mg Cam thảo 0 mg Bách bộ 0 mg Tì bà diệp 0,3000mg Can khương 0,2500mg Bách hợp 0,2500mg Cắt cánh 0,2000mg Khoản đồng hoa 0,1000mg Xuyên bối mẫu 0,250mg Dạng bào chế Siro Công dụng và chỉ định của Siro Re đến mua Công dụng hỗ trợ hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi, giảm đau rát họng, khản tiếng do ho kéo dài. Giúp bổ phế, hỗ trợ hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi, giảm đau rát họng, khản tiếng do ho kéo dài. Chỉ định: Người bị ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, ho do cảm lạnh, do viêm họng, do viêm phế quản, người bị đau rát họng, khản tiếng do ho Cách dùng và liều dùng của siro Z đến mua. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Trẻ em từ 6 tháng đến 1 tuổi uống 2,5ml trên lần sau 1 đến 2 lần trên ngày. Trẻ em từ 1 đến 6 tuổi uống 5ml trên lần sau 1 đến 2 lần trên ngày. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi uống 10ml trên lần sau 1 đến 2 lần trên ngày. Trẻ trên 12 tuổi và người lớn Uống 10ml trên lần sau 2-3 đến lần trên ngày. Chống chỉ định của siroze đến mua. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng siroze đến mua. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm siroze mua đồng thời biết cách sử dụng siro gel mua sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.